Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bo mạch khuếch đại âm thanh khá là hay. Theo mình từ trước đến giờ khá là hay, bởi vì sao? Chính cái bo mạch này nó tích hợp đầy đủ các cổng mà các bạn có thể độ chế thành một cái bo mạch phù hợp trong cái box, làm cái box di động, box loa Bluetooth di động chẳng hạn. Thì có rất nhiều các bạn hỏi là có cái bo mạch nào mà có cả hai cái chân karaoke hoặc là hỗ trợ karaoke không dây. Thì hôm nay thì đây chính là một cái phiên bản mà nó đã tích hợp đầy đủ mọi thứ trên cái bo mạch này, các bạn độ chế cực kỳ là dễ. Thì mình sẽ giới thiệu qua từng chân cổng và chức năng của nó cho các bạn trong cái video này nhé. Thì đầu tiên thì ở đây nó có một cái jack 5.5 2.1 này. Cái jack này để các bạn có thể sạc pin. Đó. Và ở đây có một cái jack màu đỏ này các bạn này. Là các bạn có thể cắm pin nhé. Và pin ở đây là pin 12V. Thì khi mà các bạn độ chế box ấy thì các bạn sử dụng pin 3S đúng không? Thì cái chân các bạn sẽ cắm vào cái chân này và sạc bằng cái chân sạc này, cực kỳ là tiện dụng, mình không cần phải 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 câu ở phía ngoài nữa. Nó nằm ở hết ở trên cái bo mạch này rồi. Là ở đây sẽ là pin 12V. Đó, các bạn sử dụng pin 3S cho mình nhá. Không được quá đâu. Không được quá quá nó sẽ cháy bo mạch này. Bo mạch này thì chỉ sử dụng pin pin 12V và hệ là các bạn có thể sử dụng pin 3S. Và cái chân xanh xanh cạnh cái chân đỏ này. Đó, là cái chân công tắc. Nó cũng tích hợp luôn bên trên cái main này rồi các bạn ạ. Cực kỳ là thuận tiện luôn. Đó, các bạn có thể câu ra một cái công tắc nguồn bật tắt, tức là nó bật tắt cái nguồn ở cái mạch này đấy. Đó, cực kỳ tiện dụng. Và hai cái chân này là hai cái chân mở rộng. Đây, các bạn nhìn nhá. Cái chân này là các bạn để kết nối với lại ấy rồi, kết nối với lại pin rồi. Chân này là cái chân các bạn mở rộng của cái chân sạc này. Được chưa? Và cái tín hiệu, các tín hiệu đầu vào ở trên cái mạch này thì sẽ có này, AUX này, cái jack 3.5 này, cái mini-mét này. Này các bạn cắm thẻ nhớ USB và FM, đài FM nhé. Đài FM thì nó sẽ có một khối FM rồi. Các bạn khi mà dùng đài FM thì các bạn lưu ý cho mình một chút là các bạn sẽ phải hàn thêm một cái cần đen keng vào đây. Các bạn sử dụng một cái dây dây một lõi á. Sau đó là hàn vào đây, sau đó quấn theo kiểu dạng nó xo. Đó, hoặc là bạn nào có cái cần đen ten ở trong mấy cái đài cassette ngày xưa ấy, thì các bạn hàn vào đây nhé. Thì cái này thì nó là chức năng FM nên cho nên là mình không chú trọng lắm, cho nên mình cũng không nào. Có thể tặng cho các bạn một cái anten loại dính dán. Đó, để các bạn về có thể sử dụng được. Ở trên bo mạch này thì có hẳn một cái chân mở rộng. Các bạn nhìn này. Cái chân này chính là cái chân mở rộng của cái mic không dây. Đó, một chút nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bo mạch đó. Và ở trên bo mạch này đã tích hợp sẵn hai cổng mic rồi, mic 1 và mic 2. Có thể hát song ca, nhiều cái sử dụng có một mic lại tranh nhau hát đúng không? Thì ở đây là các bạn có sẵn rồi. Công suất của nó là 40W nhé các bạn nhé, 40W một kênh. Thì đây là đầu ra của nó này. Đó, đây là đầu ra này. Mình sẽ cắm vào hai cái loa toàn giải này. Đó. Đây là đầu ra và cái hệ hệ âm thanh của cái bo mạch này là hệ 2.0 nha các bạn nhé, cho nên là hai cái jack ra này các bạn sẽ đấu vào loa toàn giải cho mình, được chưa? Và ở đây là những cái jack jack này thì cái jack kết nối sang bo mạch phụ đó. Bo mạch phụ thì bo mạch phụ thì mình có vẽ lại rồi, thì tất cả những cái sản phẩm ở bên mình nếu mà liên quan đến âm thanh sau này thì bên sẽ có cái biểu tượng này, biểu tượng Phúc Ninh Audio. Họ rất là mong các bạn sẽ ủng hộ những cái sản phẩm ở bên mình. Bo mạch này thì sẽ được kết nối với bo mạch chính thông qua những dây jack. Đó, loại bên mình đã cung cấp sẵn như này rồi, các bạn chỉ việc cắm vào thôi. Và cái điểm tại sao mình lại lại làm rời cái bo mạch này này ra, vì sao? Là khi mà các bạn độ chế cái box ấy thì các bạn đa phần là các bạn mua những cái bo mạch công suất ở trên thị trường về đều phải tháo rời các chân chiết áp ra,
tháo rời các chân chiết áp ra để độ chế lại rất là ngại, và nhiều khi hàn nó lại không 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 được tốt. Nhiều bạn chưa có kỹ thuật về hàn chẳng hạn, hàn nó không tốt cho nên là cái bo mạch này nó được nằm rời ra như thế này, cực kỳ thuận tiện trong việc đi di độ chế. Thì trên bo mạch này sẽ có 5 cái chiết áp nhé các bạn nhé. Thông số của chiết áp này thì là 10K, để các bạn là sau này có thể ví dụ như muốn thay thế thì các bạn có thể để biết được thông tin luôn. Là mình giới thiệu luôn đây là chiết áp 10K. Cái volume đầu tiên ở cái chiết áp đầu tiên là để chỉnh cái volume tổng nhé các bạn nhé. Tổng âm lượng toàn bộ âm thanh. Đây là chỉnh chét này, chỉnh bát này, để mic mic echo nhé các bạn nhé. Tức là cái tiếng echo cho cái mic. Đó. Và đây là volume của mic, thì sẽ chỉnh một cái volume này sẽ chỉnh đồng thời cả hai cái chân mic này các bạn ạ. Và đây là phím mode này, tức là nếu các bạn không điều khiển, không dùng điều khiển thì các bạn bấm phím mode này để chuyển qua các chế độ là line in này, thẻ nhớ này, USB này, FM và Bluetooth. Bluetooth ở đây nó dùng chip MediaTek nhé các bạn nhé. Hai con công suất này là tên của nó là gì nhỉ? Hai con công suất này tên là CS8615C. Đó. Công suất của nó nếu mình nhớ không nhầm, nếu các bạn tra data sheet ấy, tại sao mình lại nói công suất của nó là 40W mà tra data sheet nó chỉ có 15W thôi. Thì đây là cái khi mà các bạn sử dụng với cái điện áp 12V thì cái công suất tối đa của nó là 15W. Được chưa ạ? Còn khi mà nên là nhà sản xuất muốn cái bo mạch này được công suất lớn hơn, cho nên là họ đã tạo ra một cái bo mạch mạch này mạch tăng áp, mình đã đo rồi. Nó sẽ kích từ 12V lên một cái điện áp, hình như mình nhớ không nhầm nó rơi tầm có 17 18V gì vậy. Đó, mình không cần quan tâm vấn đề đấy đâu. Đã để cái công suất đẩy ra hai cái loa toàn giải này nó lên được 40W các bạn ạ. Và mình đã thử kéo thử với lại công suất hơn 40W rồi. Các bạn đừng làm theo nhé. Đây là mình đang test cái bo mạch, cho nên là mình sẽ kéo hơn 40W thì vẫn kéo được, và nó sẽ hơi nóng một chút. Còn khi mà các bạn kéo công suất từ 30 cho đến 40W thì hai cái con chip dán này cực kỳ là mát luôn. Đó, rất là phù hợp cho việc độ chế bóc công suất 40W. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối và cho các bạn nghe thử cái chất âm của cái bo mạch này nhé. Cái kết nối thì bên mình khi mà để ra thị trường ấy thì bên mình sẽ cắm sẵn, nhưng mà mình sẽ giới thiệu là các bạn cứ cắm theo theo đúng chiều của nó thôi. Đây, cắm theo đúng chiều. Riêng cái jack còn lại là cái jack 2P này, XH 2.0 loại 2P này, các bạn cắm vào phía bên bên trái nhé. Bên trái cùng như thế này. Đây. Đó. Như vậy là mình đã kết nối xong rồi. Và phần nguồn thì mình sẽ sử dụng pin. Mình sẽ sử dụng pin 12V các bạn. Cái chân cấp nguồn là cái jack XH 2.54 loại 2P màu đỏ này nhé các bạn nhé. Đừng cắm ngược nguồn. Tất cả các mạch công suất khi mà các bạn đã cắm với pin là phải xác định cực kỳ chính xác cái phần nguồn này, âm dương cực kỳ chính xác. Đó, nếu không là sẽ bị dễ bị hỏng mạch. Tại vì phần pin mà pin nó ra dòng xả rất là lớn. Line Đó, như thế là mình đã chuyển sang chế độ line in được rồi này. Khi cắm vào nó đã nhận line in này. in. Radio Đây mode. này, FM này, Bluetooth này. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cấp nhạc vào cho các bạn nghe nhé. Mình sử dụng hai con loa ở đây là hai con loa toàn giải. Nó xịn của mình đấy. Nó mồi đấy các bạn ạ. Giờ kiếm không ra đâu. Rồi, bật một bài nhạc hay hay nào. Mình bật nhạc rồi quên chưa chuyển nó về line in, về xong đang để bluetooth đúng không nhỉ? Đây, bây giờ mình sẽ chuyển về line in này. Line Đây,
đang đang sử dụng gimbal đặt cùng trên mặt bàn rung, các bạn thấy không? Hiệu ứng khá là hay chứ. Thôi để mình nhấc gimbal lên này. Bây giờ mình sẽ chỉnh hết chét về nhá, tăng hết bát lên nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh chét lên này. Bát đẩy ra mát lắm các bạn ạ, phần khí đẩy ra cực mạnh luôn. Đây bây giờ mình sẽ test thử cái dòng sạc nhé. Mình sẽ cấp thử cái nguồn sạc vào cho mạch này. Đây mình đang sử dụng cái nguồn đa năng và cấp điện cho nó là 13V để sạc. Cho nên 13V5 đi. Dòng sạc mình đang để mắc 5A luôn. Chỉnh sang 13V5 nhá. Ok. Một tay cầm gimbal, một tay chọc là hơi khó á. Đó, thì khi mà các bạn cắm sạc vào ấy thì nó có sẽ có đèn báo xanh này, đèn báo này xanh là đầy nhá các bạn nhá, và khi chưa đầy thì nó sẽ báo màu đỏ. Các bạn có thể câu cái này lên mặt control nhá, nên cực kỳ tiện cho việc thiết kế mặt control này các bạn này. Thì mình sẽ, nếu mà các bạn nào chế bóc ấy thì mình sẽ gửi cho các bạn các thông tin về kích thước và khoảng cách giữa các lỗ của cái phím volume này. Đó. Dòng sạc ăn ít, rất ít vì nó đầy rồi. 0.043 như này là đầy rồi. Vừa đụng vào chỗ nào đấy các bạn ạ? Hay là nó đang bị này bị tắt? Em phải cần khởi động lại. Đấy, như vừa nãy mình có báo với các bạn đó, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối với lại mic không dây nhé các bạn nhé. Đây, thì mình vừa nhờ một bạn hỗ trợ chế cho mình một cái dây cắm vào cái mảnh này. Thì các bạn sẽ cắm vào đây nhé, cái chân mở rộng của mic không dây này.
Rồi. Người chế nên là mới nhớ được chân. Cắm nhầm là hy sinh đấy các bạn ạ. Vừa nhờ bạn ấy chế cho cái bo mạch này. Chế nhanh. Trong lúc làm video nỡ hứa với các bạn rồi nên phải chế ngay. Đó. Thì cái bo mạch này thì có thể là. Đây là bo mạch dành cho mic đơn các bạn ạ. Sẽ có cả bo mạch dành cho mic đôi nữa. Thì nó sẽ có hai cái cần nhăng ten nhé các bạn nhé. Đó, như vậy là mình test thử này. Alo. Alo 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4. Alo. 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 1 1 1 1. Đây, cái chỗ này để chỉnh echo này các bạn này. Mình sẽ đưa hết về phía bên trái này. Nó không nhại nữa nhé. Đưa bên phải. Alo. Alo. 1 1 1 1 2 3 4. Alo. Alo. Line in. Mute đang ngay thì quảng cáo, nhưng mà như vậy là mình cũng đã giới thiệu xong cho các bạn về cái mạch khuếch đại công suất này rồi. Nếu mà các bạn thấy hay nhớ like, subscribe để ủng hộ kênh cũng như ủng hộ shop. Nhớ theo dõi những video tiếp theo nhé các bạn nhé. Mình sẽ ra đều đặn hơn và cố gắng sẽ nói nưu loát hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.